mẫu sau đẹp quá mấy chị ơi, mẫu sau hơi bị đỉnh luôn. Comment cho em ngân số 3. Comment cho em ngân số 3 mấy chị, lên mẫu tiếp theo. Cái mẫu này là nhanh gọn lẹ luôn nè, bởi vì số lượng ổng quá ít đi mấy chị. Đầm này bù lại có 5 size nha mấy chị ơi, S, M, L và 1X và 2XL luôn, từ 40 cho tới 72 cân. Chất này vừa phối lụa mango và vừa phối lụa nhung lạnh luôn, giá rẻ cực kỳ luôn mấy chị. Đủ 5 size nhưng mà số lượng ít lắm mọi người ơi. 6562 là mã sản phẩm em Ngân chuẩn bị ra mắt. Bây giờ mấy chị ơi đặt hàng trước giùm em, 6562 gạch ngang, số điện thoại kế bên. Giá gốc 520, hôm nay sale còn 339 ngàn. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc, 5 size đầy đủ cho mấy chị em nhà mình. Nhưng mà mỗi size nhận 2 đến 3 chiếc thôi ha mấy chị ha. Lụa mango là cái phần hoa này, còn phối với cái ông lụa nhung lạnh, phối cho mấy chị thêm một cái phụ liệu kiện rất đẹp. Một cái phụ liệu ha mọi người ha, một cái hạt nút rất là xinh, rất là sang luôn. Tay em làm cho mấy chị dán tay sát nách nhưng mà không hở nách nha mọi người thấy không? Nó không hở nách, làm rất là kín đáo, lịch sự cho mọi người, cổ tròn. Đẹp chưa mấy chị ơi? Chốt đơn giùm em 5 size đầy đủ nha mấy chị. 6562 gạch ngang, số điện thoại kế bên giùm em mấy chị. Giá gốc 520, hôm nay sale thẳng cho mấy chị luôn, sale thả ga luôn mấy chị. 339 ngàn, dòng vải có độ co giãn rất đã luôn mấy chị, có lớp lót luôn nè, đỉnh chưa. Hai bên có phối túi giùm em, lên cái da nó trắng tươi cho mọi người coi cái màu. 339 ngàn, trời ơi hốt lẹ mấy chị ơi, đẹp lắm luôn á. Cái màu ở ngoài nó ăn tiền giả mang, cái mẫu ngoài nó đẹp hơn cái chị, cái mẫu ngoài đẹp lắm luôn mọi người à. 339 ngàn, không ai bán đâu, các chị cứ nghe em đặt luôn đi mấy chị. 6562 lên cho em luôn, chiều nay em có hàng em sẵn ship, em đi đơn sớm luôn cho mấy chị, đẹp lắm. Đứng đây khuyên mọi người thiệt luôn á, 6562 gạch ngang, số điện thoại kế bên, sang quá mọi người ha. Nền là làm nền đen như thế này nè, lên cái da nó trắng, nhìn nó gọn bưng. Là mấy chị hoa em làm hoa hồng nha, xinh lắm mấy chị. Nên là nghe em chốt luôn đi ạ. 6562 gạch ngang, số điện thoại kế bên là mình sẽ có đơn hàng. Đây cái form dáng này xòe cho mọi người cưng không, rất trẻ nha mấy chị, trẻ lắm 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 luôn á. Nên là rủ thêm người thân bạn bè của mình, hoặc là mua luôn đi mấy chị, mua một lần một cho em luôn. Chiều nay em còn có chùa hàng, em còn đi đơn sớm cho mấy chị được nữa ha. Đó xin chưa mọi người, lên cái nút da nó trắng lắm luôn. Cái đầm này em ghiền nhất nè, em like buổi giờ em khen hoài luôn á. Nó mặc nó mát ơi là mát luôn mấy chị, bất chấp thời tiết mưa gió bão bùn gì, mấy chị cứ mặc cái này cho em mọi người ơi. Trời ơi, phải nói là mát mà thời tiết 40-50 độ cũng lấy ra mặc cho em mấy chị. Xinh, cực kỳ xinh, phối với túi trắng nè, đúng không? Size mà nó hiện đại luôn á mọi người ha. Da mình trắng mà kiểu trắng hồng á mọi người. Tại vì cái đầm mình nó có cái gam màu như thế nào, nó ảnh hưởng tới làn da mình cực kỳ. Nền màu đen thì ớn rồi đúng không? Còn thêm cái họa tiết hoa hồng này, lên cái da mình nó trắng kiểu trắng hồng luôn. Đây và cái eo này em làm cho mấy chị bản eo có xếp ly nữa nha, zoom lại cho mấy chị coi. Đẹp lắm, 339 ngàn, nó còn rẻ hơn cái áo nữa. Trời ơi, mẫu này chốt sớm á, chiều nay chắc em dắt mẹ em qua mua cái đầm này, quá là đẹp quá mọi người. 339 ngàn, rẻ ơi là rẻ luôn. Đặt sớm em mới có hàng nha mấy chị ơi. 339 ngàn, 5 size luôn, 5 size, S, M, L, 1X và 2XL, 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90, co giãn tốt nha mấy chị, co giãn lắm, vải mát rụi à, vải không nhăn, vải này không nhăn luôn. Đặt sớm em còn chừa hàng nha. Ôi mấy chị đặt trễ của em hết hàng á mọi người, bán vốn em là em không có hàng em trả cho mọi người đâu. Xinh lắm, cái đầm này eo dưới 90 luôn đó, hết size XL mấy chị thấy không, mọi người cứ chờ đi em ơi. Chị eo nhiêu đây, chị mặc size gì là hết size, hết size XL nè, hết size XL phải không chị? Rồi ok, vậy là em còn có 4 size thôi, S, M, L và 2X thôi. Cái này mấy chị phải đặt sớm mình mới chừa được, còn size số để sau, mình đừng có quan tâm về size số mấy chị. Em mà nói 5 size là mấy chị lúc đó tranh thủ rụt rịch cái mã liền luôn giùm em là vừa rồi. Tại vì cái đầm này rất đẹp luôn mấy chị, thì á mình chờ một giây là mình tiếp luôn á mọi người. Và bây giờ cái size ít nhất là em còn cho mọi người size M nha. Size M và size L á, mỗi size em còn cho mấy chị có 3 cái thôi, hết rồi. Mỗi size còn có 3 cái nữa thôi à. 6562 gạch ngang, số thoại dùm em kế bên mấy chị. SML là từ 40 cho tới 58 cân trở về, và size 2X là từ 67 cho tới 72 cân. Size số để sau, cứ lên cho em cái mã trước đi, em khuyên thiệt.
Tại vì em like, phải nói là em y là like đó giờ là tư vấn size cho mọi người, sau có size có hàng mới bán. Nhưng mà mình đặt hàng trước là chắc chắn mình sẽ có đơn rồi. Mình đặt hàng sau là lượt view cao, mình cạnh tranh không lại đâu, em nói thật. Mấy chị thôi, cho dù mấy chị đang hỏi là người ta đã lên mã hết rồi, mấy chị thấy xung quanh của mình lên mã sản phẩm số thoại mà mình ở đây mình hỏi là đương nhiên nó sẽ cháy hàng. Đó, chị nào mà eo 8 mấy size XL là bây giờ em hết rồi đó. Nhanh không mấy chị? Size XL hồi nãy được 6 cái, cháy hết 6 cái. Bây giờ mỗi size em nhận đó 3 chiếc nữa thôi em hết luôn. Mỗi size em nhận đúng 3 chiếc nữa thôi nha. 6562 gạch ngang số điện thoại giùm em mấy chị ơi, tranh thủ lụa bangle này đẹp lắm. Vải nó mềm ơi là mềm luôn, nó không có nhăn mọi người nha. Nền đen nên là mình mặc nó ốm nhơn à. Cái hoa lên đẹp nữa, cái màu ngoài xinh lắm. Màu ngoài đẹp đó mấy chị, ở phía sau lưng nè. Đẹp không? Giá gốc của mấy chị ơi là 520.000. Hôm nay giảm còn có nhiêu mấy chị? 339.000. 339.000, có ai thiếu thông tin không nè? Em đọc sơ sơ qua nè. Chị Vinh Lê là thiếu thông tin nè. Chị Ý Như, chị Hà Nguyễn là thiếu thông tin nè. Đó, rồi chị Úc Thái có L90 không nữa là thôi luôn rồi. Rồi mẫu này comment giùm em ha, 6562 gạch ngang số điện thoại giùm em kế bên. Bây giờ em có cho mấy chị S, M và L và size 2XL. Chuẩn bị sắp cái hàng, mấy chị chuẩn bị qua mã tiếp tục. Ai chưa lên được mẫu này, chốt sớm giùm em, kẻo hết hàng nha mấy chị ha. Comment đầy đủ thông tin này, chị Vinh Lê với chị Hà Nguyễn nè. Comment size thông tin này nha chị ơi. Comment giùm em là 6562 gạch ngang số điện thoại giùm em, size số để sau nha mấy chị ha. Có nhân viên tư vấn cho mình, đặt sau giùm em. Bây giờ ai mà đặt trước có hàng trước, mà đặt sau là em không bán giá này. Sau like 520 hết nha mấy chị ha. Trên live stream 339.000. Khi mấy chị mua, mấy chị được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Tham gia chương trình vòng quay may mắn, mình có thể trúng lên tới 150.000. Và mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Được chưa? Em đầm này dòng vải lụa mango. Mấy chị thấy cái hoa không? Cái hoa ở đâu là cái dòng vải lụa mango nó ở đó. Cái lụa mango em là làm lụa mango cao cấp nên nó không có nhăn. Nó không có nhão gì hết, nó không bị ra màu luôn, chất có độ co giãn. Có phối lớp lót cho mấy chị yêu nhà mình. Cổ làm cổ tròn, tay làm tay sắt nách. Cái vùng bản màu đen này nè mấy chị là chất lụa nhung lạnh, rất mềm, rất mát. Và tạo form vòng eo cho mấy chị cảm giác nó có cái điểm nhấn nhá hơn. Đây, làm cho mọi người hai bản. Và phối lại ở giữa là bằng một cái nguyên liệu phụ kiện rất là đẹp. Chuẩn bị qua mẫu, sắp hết hàng rồi mấy chị. Chuẩn bị qua mẫu rồi. Đây, phối cho mọi người như thế này ha. Tay sắt nách nhưng mà không hở cái nách của mình ra. Đây, mọi người nhìn thấy giùm em ha. Ở phía sau lưng. Rồi, chuẩn bị qua mẫu rồi mấy chị ơi. Mà sản phẩm em đầm này là 6562. Mức giá gốc 520. Hôm nay sale còn 339.000, duy nhất đúng một live stream. Bây giờ mỗi size em nhận đúng một chiếc cuối cùng, 4 chiếc nữa. S, M, L và 2XL. Được không ạ? Size S, M, L là từ 40 cho tới 58 cân và size 2XL là từ 67 cho tới 72 cân. Chốt đơn giùm em 339.000. Rồi comment số 4 giùm em qua mẫu nha mấy chị. Comment số 4 giùm em ngân qua mẫu nha mọi người nha.